Tết Dương lịch 2024 đang đến gần. Nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực cùng với xây dựng dịch vụ trải nghiệm hấp dẫn, sẵn sàng đón du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Mình cũng mới làm thêm một cái tiểu cảnh mới nữa để biểu tượng cho dân quốc Cống Đỏ Vĩnh Long của mình, đó là một cái lò gạch mini ở đây để cho khách đến đây mà không có dịp đi xuống ăn thịt được thì ở đây cũng thấy được cái lò gạch để tượng trưng cho dân quốc Cống Đỏ Vĩnh Long của mình. Tham quan nhà dừa nè, rồi mình có thêm cái vườn nho để mình được tham quan. Tại vì ở Cồn Cù Lao An Bình, Vĩnh Long mình á, có đặc trưng ở đây là, đặc biệt đây là có một cái vườn nho. Chứ thường thường miệt Cù Lao An Bình của mình thì có nhãn và chôm chôm. Thì bây giờ cái mùa này nó hết trái rồi thì mình được có cái vườn nho để cho khách đến đây tham quan cho vui. Người ta cũng đặt trước rồi, đặt cái lịch trước cũng hổng rời, cũng 4-5 đoàn rồi, cũng khá đông. Ngành du lịch Vĩnh Long từng bước khai thác hiệu quả đặc trưng sông nước miệt vườn, đa dạng các sản phẩm để thu hút du khách. Dịp nghỉ lễ năm nay, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế này nhằm tạo không gian trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với Vĩnh Long. Là một trong những homestay quen thuộc được du khách trong và ngoài nước lựa chọn mỗi khi đến Vĩnh Long, Mekong Riverside Homestay, xã An Bình, huyện Long Hồ sớm chuẩn bị, chỉnh trang khuôn viên sẵn sàng đón khách trong dịp lễ. Đến đây, du khách không chỉ cảm nhận được không gian làng quê yên bình mà còn được tham gia chương trình trải nghiệm hấp dẫn như câu cá sông, làm bánh nhân gian, xem đom đóm đèn, tham quan sông nước miệt vườn và thưởng thức các món ăn đậm đà hương vị sông nước miền Tây. Chuẩn bị giống như một ít cái sản phẩm để cho khách trải nghiệm, chẳng hạn như tối đi xem đom đóm đèn nè, không là có thể tham gia cái làm bánh nhân gian, gói bánh tét. Rồi ban ngày thì cũng có thể trải nghiệm cái dịch vụ giống như cái câu cá hay là đi thuyền trên sông Mekong, tham quan những cái làng gốm đỏ Vĩnh Long hay vườn trái cây. Đây thì cái Cù Lao này nổi tiếng là của trái cây và nhãn và chôm. Mà mình ngay cái bờ sông được cái ưu thế là mình cứ ra sông mình đánh bắt cá xong thì lên mình chế biến cái những cái món ăn dân dã giống như là tép trộn gỏi bông điên điển nè, không là cá lăng hơ nhúng giấm ăn với mấy loại hoa đồng. Ấn tượng nhất cái chỗ mình thì khách họ thích giống như cái sự yên bình, chiều cứ ngồi ngay bờ sông thì ngắm tàu thuyền qua lại, cảm nhận của họ là giống như họ trốn thành phố để mình nhận cái sự yên bình. Chủ các cơ sở du lịch cho biết hiện nhiều khách hàng, đặc biệt là du khách nước ngoài đã đặt lịch tham quan nghỉ dưỡng. Toàn tỉnh hiện có 27 homestay, 8 khu điểm du lịch và 20 điểm vườn trái cây. Từ đầu năm 2023 đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn có bước khởi sắc, thu hút trên 1.480.000 lượt khách tham quan, tăng hơn 480.000 lượt so với cùng kỳ năm 2022.